Nhiều hoạt động phong phú đa dạng, năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh thuộc Sở Công Thương đã triển khai hiệu quả công tác khuyến công, góp phần phát triển các ngành nghề, đặc biệt là công nghiệp nông thôn, từ đó nâng cao tỷ trọng và giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Phát huy kết quả năm 2019, hiện ngành công thương đang xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực ngành nghề có thế mạnh của địa phương. Năm 2019, nguồn vốn trung ương và địa phương bố trí cho chương trình khuyến công Bà Rịa Vũng Tàu là 5 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí của tỉnh là 3,6 tỷ đồng. Chương trình tập trung chủ yếu vào các hoạt động tổ chức hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các chuỗi sự kiện hội nghị ngành công thương, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng trưng bày quảng bá các sản phẩm. Tỉnh cũng tập trung hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị cho các doanh nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh trong lĩnh vực chế biến gỗ, cơ khí, thực phẩm. Cái chương trình nó khác với các năm trước, đó là hỗ trợ theo nhóm, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất phục vụ trong sản xuất cơ khí thì nó sẽ có một cái tính tập trung cho cái nhóm ngành để hỗ trợ cái nhóm ngành nó phát triển tốt hơn và tạo sự liên kết tốt hơn. Theo các đơn vị thụ hưởng chương trình khuyến công của tỉnh, các máy móc thiết bị mới được đưa vào sản xuất đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường. Thì doanh nghiệp chúng tôi thì nó rất là nhỏ và vừa, và những cái trang bị mà thiết bị máy móc á thì rất là yếu kém, đâm ra là trong quá trình mà khai thác sử dụng hay quá trình lắp đặt cho khách hàng thì nó rất là khó khăn. Thì nhờ sự hỗ trợ khuyến công thì bên công ty chúng tôi đã trang bị được một cái máy dán cảnh, một cái máy CNC để thứ nhất là tăng năng suất, thứ hai là tăng cái khả năng làm việc nét đẹp, độ nét, cái chất lượng sản phẩm nó cao hơn. Trong thời gian gần đây, khuyến công đã hỗ trợ cho doanh nghiệp để có nguồn vốn để đầu tư máy móc và thiết bị. Đợt 1 thì em đã đầu tư được dây chuyền sơn tĩnh điện. Đợt 2 này là đang đầu tư dây chuyền sản xuất tủ cuốn tấm liền á. So với trước đây thì toàn cái cửa này thì mình nhập trên Sài Gòn về. Hầu như bây giờ là mình tự sản xuất cho nên lợi nhuận thì nó cao hơn, không có tốn chi phí vận chuyển. Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh, chương trình khuyến công năm nay có một đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, giao cụ cắt gọt ngành cơ khí, 7 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, 1 đề án tiết kiệm năng lượng và 9 đề án khuyến công khác gồm tham gia hội chợ triển lãm, duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công tỉnh, tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, bồi dưỡng kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh và tuyên truyền hoạt động khuyến công. Với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh đang lên kế hoạch khảo sát, thẩm tra lựa chọn cơ sở có đủ năng lực, đúng tiêu chuẩn quy định để hỗ trợ nhằm phát huy cao nhất nguồn vốn khuyến công.